Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với podcast Kế Nền Yêu Thương, Kế Tinh Thần Chê Giá Trị. Kế Nền Yêu Thương mong muốn sẽ mang đến những câu chuyện thật nhất gửi đến các quý khán thính giả. Và hôm nay chúng ta sẽ phát sóng tập đầu tiên với khách mời là cô Nguyễn Thị Thu Lài, cũng là chủ nhiệm của Kế Nền Yêu Thương. À, mời cô có thể chia sẻ vài lời với quý khán thính giả. Vâng, xin chào tất cả các bạn đang lắng nghe podcast của Kế Nền Yêu Thương. Đây là tập đầu tiên và rất là thú vị, bởi vì là tập đầu tiên thì mình đã được xuất hiện cùng với bạn Ánh đây. Bạn Ngọc Ánh chính là một thành viên kỳ cựu của Kế Nền Yêu Thương chúng ta. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta cũng dựa trên một cái tinh thần là cái tinh thần gieo giá trị rất là bình thường, dung dị như những gì mà Kế Nền Yêu Thương đã cùng đồng hành trong suốt 4 năm qua cùng với học sinh và thầy cô của các tỉnh miền Trung Việt Nam chúng ta. Mời các bạn cùng theo dõi nha. Vâng. Thì nhưng mà mọi người có theo dõi về fanpage của Kế Nền Yêu Thương thì cũng sẽ thấy hiện tại thì chúng ta đang có một chương trình về văn hóa đọc và review sách, mong muốn các bạn có thể đọc sách nhiều hơn. Nhưng mà khi mà em được tiếp xúc với các bạn thì cũng có nhận được một vài cái sự chia sẻ của các bạn về những cái khó khăn khi mà các bạn đọc sách. Thì đầu tiên thì em nghĩ là mình sẽ nói đến với cương vị là các bạn sinh viên trước và các bạn học sinh thì mình sẽ nói sau. Và vì sao thì em nói như vậy thì chứ em sẽ giải thích với cô. Thì với các bạn sinh viên đấy cô, thì em có nhận được một thông tin là cô đã suốt 10 năm nay cô đã kiên trì mang sách đến lớp và giới thiệu cho các bạn sinh viên. Thì em cũng biết là động lực nào đã khiến cô kiên trì đến một con số khá là dài, 10 năm. Cô đến chín một chút xíu là phải 20 năm chứ phải 10 năm. Tức là từ khi mà cô vào nghề cho đến bây giờ là năm thứ 20 rồi. Và gần như là buổi học nào khi mà cô bước vào lớp thì việc đầu tiên là cô luôn luôn làm một cái công việc mà nghe có vẻ là không liên quan đến cái chương trình giảng dạy. Bởi vì là em cũng biết đó, cô dạy môn lịch sử Đảng này, môn tư tưởng Hồ Chí Minh này, những cái môn học mà đôi lúc các bạn sinh viên tưởng tượng là chắc phải là một cái phong cách thật là đĩnh đạc hoặc là một cái gì đó thật là chuẩn mực hay là gì gì đó. Thế nhưng mà bước vào thì cô chưa phải nói đầu tiên là lịch sử Đảng hay tư tưởng Hồ Chí Minh là gì. Và cái quan điểm đầu tiên của cô là cô sẽ khơi gợi khoảng tầm 5 đến 10 phút tạo cái cảm hứng nào đó cho sinh viên của mình để tiếp cận với bài học. Thì trong rất nhiều sự lựa chọn thì cô đã chọn sách là bởi vì cô cảm thấy là cái thời sinh viên của mình ý là đã được truyền tải cái cảm hứng từ cái việc đọc sách, cũng như là được truyền tải cái nguồn năng lượng này từ những người đi trước mà họ đã giao tiếp với cô và họ đã truyền tải tinh thần này, những bài học này bằng những cuốn sách như là một cái thông điệp một cách là gần gũi. Và cô cảm thấy là chân dung của một người thầy ấy, chân dung của một người mà được xã hội gọi là một cái người mà cửa sổ tâm hồn, vẽ nên một cái tâm hồn cho một người trẻ, một người ở thế hệ đi sau, thì sách là một cái trang đầu tiên mà có thể mở ra và có thể là một cái sợi dây gắn kết đầu tiên để người thầy có thể đến được trò chuyện với một người học trò. Cho nên là em chưa biết đâu, sẽ có những cái thời điểm là khi một cô giới thiệu đấy thì cũng có bạn là cũng buồn ngủ, cũng có bạn là cảm thấy trời ơi sao tự nhiên là giới thiệu sách này, cuốn sách này mình không hợp, hoặc là cuốn sách này là nó không thuộc cái phạm trù nghiên cứu của em, vân vân. Nhưng mà không sao, trong 100 người, trong 200 người, trong 300 người, và cô nhìn thấy một vài ánh mắt mà cô đọc được trong đó là họ cảm thấy là có cái gì đó tò mò, có gì đó có một chút nào đó là có một sự cảm mến, có một sự cảm nhận, cho dù nó chưa thật sự là sâu sắc. Hoặc là đặc biệt hơn nữa, có một vài bạn nào đó mà rón rén bước tới bàn cô vào giờ giải lao và hỏi thăm rằng là cô ơi em có thể đọc một đoạn trong cái cuốn sách này được không, hoặc là cô ơi cho em mượn cuốn sách này về nhà trong vòng một tuần em có thể đọc nó được không cô. Thì đó là một thành tựu mà cô nghĩ rằng là cái thành tựu đó rất là nhỏ nhưng mà đối với cô rất lớn, và cô đã lấy đó làm động lực trong suốt gần 20 năm qua của mình, chưa bao giờ cô từ bỏ việc này đó. Sự là em cũng rất là vinh dự khi đã được học ở lớp học của cô. Nếu em nhớ không nhầm thì cũng học ở 3 lớp.
và có hai lớp kỹ năng và một lớp là lịch sử Đảng. Thì lần đầu tiên mà em học lớp của cô thì nói chung là em đã có sự ngưỡng mộ cô từ trước khi mà em là mới vào trường, và bởi vì em thích sách nhưng mà cũng rất ít giảng viên hay giáo viên mà họ giới thiệu cho em sách. Cái việc mà em thích sách là bắt nguồn từ việc giáo viên nói cho em biết. Chứ thực sự là em cũng trước đó là chưa bao giờ được nghe phụ huynh nói hay là bạn bè nói về sách cả. Thì em rất là thích và rất muốn được gần với những người thích đọc sách. Thì cô là người đầu tiên trên đại học mà em bắt gặp. Vinh dự. Dạ. Thì trong cái quá trình mà cô đem sách đến lớp trong suốt 20 năm đó thì không biết là cô đã bao giờ gặp một phải cái tình huống là cái phản ứng ngược ấy không? Kiểu như nó dữ dội mà khiến cô nhớ ấy không? Và cô có cái cảm nghĩ gì về cái việc đó? Cô đã xử lý nó như thế nào trong quá trình? Phản ứng ngược với sách đấy hả? Dạ đúng rồi. Có chứ, có nhiều. Ví dụ như là có một số cuốn sách khi cô giới thiệu trên lớp nó hơi nặng đô với các bạn. Thôi nói đâu xa, cô hay giới thiệu với các bạn học sinh cũng như là các bạn sinh viên một cái cuốn là cuốn Đúng Việc của thầy Dạ Tư Trung thôi. Là cuốn đấy cô đã, khi mà đọc cuốn đó thì, và rất nhiều những diễn đàn chia sẻ, thì cô đã cảm thấy là những cái luận giải, những trăn trở trong cái nghề nghiệp của mình, và thậm chí là cách lựa chọn những cái bước đi trên hành trình làm người của mình đã vỡ òa lên. Tức là mình cứ nghĩ rằng là cái sự vỡ òa của mình ý, nó sẽ đồng điệu với sự vỡ òa của sinh viên. Nhưng không, khi mà cô đem cuốn sách đó giới thiệu với một vài lớp sinh viên thì họ cũng tiếp nhận, lúc đó họ tò mò, họ tiếp nhận. Và khi họ tiếp nhận thì họ cũng nhờ cô đặt sách này, hoặc là nhờ cô giới thiệu những cái forum để tiến đến với những cái môi trường để đọc sách và những người đọc sách và cùng tiếp nhận cái cuốn đó. Và cô cũng viết review ở trên cái nền radio, các bạn cũng đang nghe rồi đấy. Nhưng mà một số bạn khi mà đọc xong thì trả lời rằng là em cảm thấy bị khó có thể tiếp nhận những cái luận điểm ngay lập tức như vậy, và cô có thể cho em những cái lý giải khác được không? Thật sự là cô cũng cảm thấy khó, bởi vì ở cái giai đoạn đó mà khi các bạn hỏi là phải có những cái cuốn khác, thì lúc đó cô đang ở một cái giai đoạn là mình nghĩ rằng mình được vỡ òa cho nên chia sẻ với người ta như vậy. Nhưng mà dần dần một số bạn khi mà hỏi lại mình như vậy thì cô mới ngộ ra rằng là không phải cái gì mà mình nghĩ rằng á là cái đó là tốt đẹp với mình thì mình chia sẻ với người khác là cái đó cũng là tốt đẹp với người khác. Và cô có một cái bài học rằng là khi họ cảm thấy khó tiếp nhận điều đó thì mình sẽ làm sao để mà có những cái kênh khác, những cái môi trường khác, hoặc thậm chí có những cuốn sách khác để giới thiệu cho các bạn, để dần dần á, để ví dụ đây là A, đây là B, đây là C đúng không? Muốn tiến đến cái điểm C thì mình cũng có những điểm A, điểm B. Bởi vì các bạn học sinh và sinh viên thân mến, cũng có lúc là nhiều khi trong cái điều kiện tác động của xã hội, hoặc là trong những cái môi trường các bạn đi tiếp cận, các bạn chưa thể chạm đến những cái luận điểm như thế. Đôi lúc nhiều khi mình đọc cái cuốn sách nào nhiều chữ quá, mình cảm thấy bị ngợp. Các bạn có đồng ý với cô như vậy không? Tức là nhiều khi cảm thấy ngợp và đây là một cái thực tế này. Nhiều khi bạn nói là các bạn ấy ngại về việc đọc lý luận, nhưng mà thường ra họ, con người chúng ta sẽ không ngại lý luận đâu, chúng ta chỉ ngại giáo điều thôi. Nhưng nhiều khi chúng ta khó có thể phân biệt thế nào là giáo điều, thế nào là lý luận, khi mà những cái luồng thông tin ở bên ngoài ở ào ào tiến đến, và nhiều khi là có những thông tin rất nhanh, ví dụ TikTok, Instagram, hoặc là các cái kênh khác, chẳng hạn Twitter rồi đó, thì họ ập nhanh quá, mà trong khi đó đọc những cuốn sách thì nó trôi lâu quá, và các bạn cảm thấy bị ngợp ấy, và các bạn bị đau đầu với những cái luận điểm đó. Thì cái bài học dẫn đến cho cô ở những cái trường hợp như vậy là, một là có những cái kênh khác gợi mở thêm cho nhiều cái đối tượng khác, và thứ hai là mình phải hiểu rằng là không phải lúc nào cũng tiếp nhận, các bạn cũng tiếp nhận cái luồng thông tin của mình bằng một cái sự hồ hởi ngay từ đầu. Và đấy là bài toán luôn luôn đặt ra cho cô ở những cái giao diện về văn hóa đọc ở nhiều môi trường khác nhau như vậy. Và đó cũng là cách mà cô học để làm sao để truyền tải cái văn hóa đọc đến cho sinh viên. Dạ. Khi mà nghe đến cuốn Đúng Việc thì đúng là bản thân em cũng chính là một cái trường hợp tương tự. Có thể là em không có đến nói với cô là em khó đọc cuốn đó, nhưng mà tự em đã suy nghĩ là nghe cái tiêu đề thôi, Đúng Việc,
nó đã là một cái gọi là, theo em nghĩ nó là một cái hành trình cả đời nữa mà, là sao biết được đâu là đúng là sai. Cho nên với em thì có lẽ là lúc đó em khi mà em đọc sách đó thì em nghĩ là chắc là chưa đúng thời điểm, tại vì đúng rồi, thường thì em luôn tự nhủ bản thân là những cuốn sách nào mà nó khó đọc quá mà mình cảm thấy nó mình chưa tiếp nhận được thì em luôn tin là có lẽ thời điểm này nó chưa phù hợp để mình đọc cuốn sách này. Nếu như có một số bạn mà em giới thiệu sách cho các bạn mà các bạn đọc ấy, thì các bạn có nói với em rằng là ước gì các bạn biết sớm hơn. Thì em có hay nói với các bạn là thực ra chỉ cần biết ơn là mình đã viết cuốn sách đó tại thời điểm này là đã rất là hạnh phúc rồi. Còn biết sớm hơn thì chưa chắc mình đã tiếp nhận nó được. Đúng thế, đúng thế. Cho nên biết sớm là một điều rất là tốt, nhưng mà đúng thời điểm nó chính là một cái điểm nhấn quan trọng trong cái quá trình, trong cái hành trình mình đọc sách. Thì em rất là tâm đắc với cái việc đó. À, nhớ đến đây cô mới nói, ngay cả những cái cuốn về tâm linh nhá, cái hồi mà cô tiếp cận những cái cuốn tâm linh là khoảng gần 30 tuổi, cô không hiểu gì cả. Thật sự cô không hiểu gì cả. Và cô cảm thấy rất là nặng nề á. Cô cảm thấy thậm chí nhiều khi cô rơi vào một cái xu thế tâm lý rất là kỳ cục luôn. Tức là phán xét luôn á. Nhưng mà chẳng hiểu sao đến 10 năm sau thì khi mà cô có nhiều trải nghiệm hơn, cô có nhiều những cái góc nhìn hơn, đa diện hơn và thậm chí là cởi mở hơn, thì tự nhiên mình tiếp nhận những cái câu chuyện về tâm lý rất là nhẹ nhàng và rất là dễ luôn. Tức là hình như càng lúc mình càng sống đơn giản hơn hoặc là có nhiều trải nghiệm hơn thì mình đi vào bên trong nhiều hơn. Cho nên như em nói đúng lắm. Tức là làm sao để có những cái thời điểm, thậm chí là cùng cuốn đó nhưng ở thời điểm 30 tuổi mình đọc nó khác, 35 tuổi mình đọc nó khác, 40 tuổi mình đọc nó khác. Cho nên sách luôn luôn một người bạn mà gọi là tri kỷ ấy, luôn luôn kiên nhẫn chờ đợi chúng ta bất kỳ lúc nào chúng ta sẵn sàng. Thế không? Thì vừa rồi cô có nói tới cái cô không, cái cảm xúc của mình cứ nghĩ là nó sẽ khiến người khác cũng nhận được cái cảm xúc đó. Thì giống như là một cái tư duy mà áp đặt, có thể nói là dùng một từ hơi mạnh là áp đặt. Thì em cũng đã trăn trở về vấn đề này, là khi mà em làm cái công việc là hướng dẫn cho các bạn đọc sách, thì hoặc là trong cái nền yêu thương khi mà tổ chức những sự kiện dành cho các bạn học sinh, thì em vẫn luôn trăn trở cái điều là cái điều mà em và các bạn brainstorm ra, suy nghĩ ra rằng đó là vấn đề của các bạn. Nhưng mà nó có thực sự hay là vấn đề của các bạn hay không, hay là đó là những vấn đề mà mình suy nghĩ ra và mình nghĩ nó là vấn đề của các bạn. Nhiều khi mà mình tổ chức chương trình xong thì em đã trăn trở là nó đã giải quyết được cái vấn đề của các bạn chưa? Đã giải quyết đúng cái gánh nặng mà các bạn học sinh đang gặp phải hay chưa? Hay là mình chỉ đang làm cái bề nổi là những cái mà sinh viên nghĩ ra là đang giải quyết cho sinh viên mà thôi. Thế là gần đây em đã trực tiếp tìm đến các bạn học sinh lớp 11 và ở các giáo viên ở các tỉnh thành của lớp 11, không phải ở thành phố mình, để trao đổi về cái khó khăn của các bạn khi mà đọc sách. Thì em có nhận được những cái câu trả lời mà em rất là wow luôn. Em nghĩ rằng mặc dù em vừa mới ra khỏi tuổi sinh viên, tuổi học sinh gần đây thôi, mà tự nhiên mình quên mất cái điều đấy, mình quên mất cái cản trở lớn nhất của các bạn. Thì bạn ấy đã chia sẻ với em, một bạn học sinh lớp 11 ở Bình Phước, là một trường tỉnh của em, thì bạn nói với em rằng là có, bạn ấy nhận thấy có hai vấn đề lớn nhất khi mà bạn ấy đọc sách. Nó là một cái rào cản với các bạn. Đó là thứ nhất là từ phụ huynh, và thứ hai là từ bạn bè. Và để giải thích ra thì từ phụ huynh nghĩa là mình có thể hiểu là các bậc phụ huynh ở các tỉnh thành ấy, họ làm những công việc làm nông và có những cái công việc khá là vất vả, và họ luôn luôn mong muốn là con cái họ có thể đạt được thành tích tốt cho học tập, để có thể nói chung là đạt được thành tích tốt thì vào một trường đại học tốt. Vậy nhưng mà họ có thể là chưa ai nói với họ rằng là việc đọc sách cũng là một cái cách rất là tốt để khiến cho các bạn hình thành được nhân cách tốt, có những cái tư duy sáng tạo hơn và hiểu biết nhân sinh thế sự hơn. Chắc là chưa ai nói với các bậc phụ huynh về những vấn đề đó, nên là khi mà các bạn mang sách về nhà đọc thì các bậc phụ huynh sẽ hay nói đến câu là tại sao đọc cuốn sách đó, tại mất thời gian như vậy làm gì, dành thời gian đó để học toán học văn đi, để học sử đi, học sử học địa,
đọc cuốn sách dày như vậy thì thời gian đâu mà học. Thì sốc lắm đúng không? Sốc lắm cô. bản thân em ngày xưa cũng như vậy. Bố mẹ em cũng khá là không thích việc em chỉ làm cái gì đó không phải là toán văn anh lý hóa sinh, không phải là thành tích trên lớp, thì em cũng không muốn nhớ đến khoảng thời gian đó lắm. Thì đó là cái rào cản thứ nhất của các bạn. Thứ hai là về bạn bè. Thường ấy thì mình chơi với ai thì mình sẽ gần như là có tính cách tương tự với các bạn ấy. Thì hiện nay em được nghe bạn ấy nói là các bạn trẻ bây giờ đã có điện thoại, có internet, các bạn tiếp cận với các trang thông tin, mạng xã hội này kia và chơi game, và các bạn muốn thể hiện mình, nhưng mà thể hiện mình ở những cái khía cạnh trên mạng xã hội đó. Ở trên mạng xã hội mình phải đăng hình đẹp, mình phải chơi game, phải đặt rank vàng, rank kim cương rồi. Vậy thì các bạn có sự so sánh như vậy để trong một cái nhóm bạn với nhau, nó chưa phải là sách. Và khi được nói tới sách á, thì một trong số những người bạn của các bạn nói chuyện với em đã nói là: ủa, đọc sách làm gì, đó giờ có ai nói mình phải đọc sách đâu, tại sao mình phải đọc sách? Thì tự nhiên người bạn của mình không đọc sách thì mình cũng không thể đọc sách được, bạn mình mà Chột dạ lắm. trột dạ luôn cô. Tự nhiên tụi nó, tất cả những đứa khác nó làm một việc đó, tự nhiên mình làm một cái việc lạc loài, tự nhiên lỡ mà tụi nó cô lập mình thì sao đó. Thì đó là hai vấn đề chính mà bạn ấy suy nghĩ. Thì cô thấy cái vấn đề này mình có hướng giải quyết nào không? Nghe thì hơi buồn nhưng mà cũng không có gì là lạ đâu. Anh biết không? Em đã làm một cái việc rất là hợp lý, đúng luôn. Giáo sư Phan Văn Trường cũng hay dặn chúng ta là làm cái việc gì ấy, cũng phải nghĩ đến đầu ra. Đây là một cái chương trình của cái nền yêu thương. Và khi chúng ta phát triển cái gốc rễ của chúng ta là văn hóa đọc thì chúng ta nghĩ đến đầu ra của chúng ta là gì? Chúng ta có hơn 150 học sinh của cái nền yêu thương ở miền Trung. Và các bạn ấy là học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, học sinh trung học phổ thông. Một số bạn đã tốt nghiệp trung học phổ thông và bây giờ đang đi làm hoặc là đang bước vào cái con đường đại học là sinh viên. Sau này các bạn cũng sẽ đón nhận và trao truyền lại những giá trị này cùng với các bạn học sinh. Chứ khi mà chúng ta quan tâm đến đầu ra, tức là chúng ta đã biết được là chúng ta đang làm cái gì, biết rất rõ. Và khi mà em gặp gỡ những các bạn học sinh ấy, để mà tìm hiểu xem là cái câu chuyện nào nó đang luẩn quẩn trong cái chuyện văn hóa đọc, mà như các bạn nghe podcast này cũng như là thầy cô cũng đã biết rằng là ai cũng khao khát nhìn thấy những đứa con, những đứa học sinh của mình giỏi giang, năng lượng tích cực, làm những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho bản thân họ, cho gia đình. Nhưng mà không phải ai cũng thực hành tất cả những điều đó bằng một tiếng gọi chung cùng một hệ giá trị của sự học. Họ biết đấy, về mặt lý luận họ biết đấy, nhưng mà có những cái rào cản mà nhiều khi á, là họ không hình dung ra hết tất cả những rào cản đó. Và cô là một phụ huynh, cô là một cô giáo và cô cũng là người đồng hành với các bạn sinh viên và học sinh trên hành trình mà văn hóa đọc này, cho nên cô có thể chia sẻ với em cái góc nhìn của cô về thứ nhất là phụ huynh ha. Về phụ huynh, thực ra cũng hiểu cho họ, đầu tiên là cô hiểu cho họ bởi vì là họ có những cái áp lực riêng có về việc kỳ vọng cho về đứa con của mình, bởi vì họ chưa thể có đủ hết thời gian và cái góc nhìn toàn diện về đứa con, trong cái sự phát triển của đứa con đó. Họ lo lắng, họ lo lắng rồi là họ có những áp lực về dư luận xã hội, về những cái định hướng cho con cái, và khiến cho ở thời điểm đó họ chưa thể trả lời cho câu hỏi là đọc cái cuốn sách đó có lợi ích gì. Cho nên họ bị một những cái rào cản về mặt tâm lý. Thực tâm thì có khi họ không muốn thốt ra những lời như vậy, nhưng mà vô hình chung họ bị những rào cản như vậy và họ muốn hướng, thật sự là họ đang chỉ muốn hướng cho đứa con của họ hướng tới những cuốn sách nào mà trực tiếp vào cái việc luyện thi đại học này, hoặc là đạt được một thành tựu ở thời điểm đó, vì họ họ biết rằng là con họ chỉ còn 3 tháng nữa thôi để thi đại học. Ví dụ vậy, thì họ có những áp lực riêng của họ. Nhưng mà quay trở lại vấn đề học sinh thì tự vì á, cái hành trình của bạn đó với cả gia đình phải có một chặng đường rất là dài. Không phải 2 tháng, 3 tháng trong cái thời kỳ luyện thi đại học hay là thời kỳ bắt đầu bạn cầm cuốn sách đó lên cho đến khi là người bố, người mẹ có thể quan sát con mình đọc cuốn sách đó và nhìn để cho người bố, người mẹ thấy được thành tựu của con họ từ khi đọc cuốn sách đó cho đến lúc mà thành tựu như thế nào. Không phải một ngày, không phải 2 ngày,
mà anh cũng biết đâu. Đọc sách đâu có phải đọc xong cái là có và cục vàng nằm trên tay. Thành tựu của một sự học hoặc là một cái hành trình lớn lên của chúng ta, nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được. Nhiều khi chúng ta không nhìn thấy được. Trong suốt cuộc đời thì đôi khi bản thân chúng ta mới chỉ cảm nhận được cái sự lớn lên của mình như thế nào, người khác không không thể cảm nhận được. Cho nên là người bố người mẹ cần nhìn thấy cái thành tựu ngay lập tức, hoặc là thành tựu khoảng 3 tháng, 5 tháng, 6 tháng thì hoàn toàn là cái điều rất là xa vời. Thành ra là ở đây cô quay trở lại là cái gốc rễ là văn hóa gia đình. Một đứa trẻ lớn lên trong một gia đình là có bố mẹ đọc sách, có không gian đọc sách, có cái văn hóa đọc sách như là một cái điều hiển nhiên trong gia đình, và có được sự trò chuyện về sách vở hoặc sự trao đổi từ nhỏ, thì cô tin chắc chắn rằng là ở cái giai đoạn mà bạn ấy trưởng thành, khi bạn ấy cầm một cuốn sách thậm chí là ngôn tình, thì người bố người mẹ không có ai mà họ thời này mà đọc ngôn tình làm gì, không bao giờ. Nhưng nếu như mà cả một khoảng thời gian trước đó mười mấy năm trời hoàn toàn không có chuyện đó xảy ra, đùng cái đọc ngôn tình, chắc chắn bạn ấy đang khao khát một điều gì đó trong cái tâm lý lứa tuổi, hoặc là có một sự tò mò nào đó hơn là một cái mong muốn khám phá một điều gì đó trong 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 cái văn hóa sống của mình đấy. Cho nên là cái điều này đấy, nó cần có rất nhiều những góc nhìn đa chiều để mình hiểu cả hai phía, tức là hiểu một bạn học sinh và hiểu cái văn hóa của gia đình đó, hiểu cái phong cách sống của bố mẹ bạn đó. Cho nên mình rất là thông cảm cho những cái nhân tố trong cái những cái nhân tố ảnh hưởng đến hành trình trưởng thành của bạn đó. Đó là gia đình. Yếu tố thứ hai là về bạn bè, cũng tương tự như vậy. Người ta nói chọn bạn mà chơi, nhưng mà lứa tuổi này á, nhiều khi các bạn ấy cũng không được quyền được, hoặc không có cơ hội để lựa chọn bạn luôn. Nhiều khi không chơi thì không biết chơi với ai. Đúng rồi. Trong môi trường có những cái lúc mà nó dè mình ra đó. Thành ra là rất cần cái văn hóa thứ nhất, đó là văn hóa gia đình, gốc rễ là văn hóa gia đình, và cái văn hóa nhà trường là thứ hai. Cho nên là họ có những nhân cách mà từ từ, từng bước một, họ sẽ được định hình, họ sẽ được tự tạo lập từ những hướng dẫn, những cái sự định hướng một cách rất là tự nhiên. Ở đây cô muốn nhấn mạnh là sự định hướng tự nhiên nhé, tức là những lời nói, những cái buổi trao đổi một cách tự nhiên, thấm từ từ, từng bước một, và bạn ấy sẽ tự động hình thành một cái thói quen, trở thành tính cách của bạn ấy, để tạo cho mình một sức hấp dẫn để những người bạn khác cũng muốn khao khát tìm đến với bạn ấy, và bạn ấy cũng có xu hướng thuộc về những người bạn nào. Cái này là một xu hướng rất tự nhiên, để cho khi bạn lớn lên bạn không bị động rơi vào trường hợp nếu không chơi với bạn đó thì tao biết chơi với ai. Cái này rất quan trọng. Và cô cảm thấy là với vai trò là một phụ huynh, cô thấy đây là một áp lực rất lớn đối với những bậc làm cha làm mẹ. Bởi vì cha mẹ bây giờ không phải như ngày xưa là chỉ có một hai công việc nữa, mà rất nhiều những công việc đa nhiệm khác. Và cái sự quán chiếu một đứa con, hoặc là sự định hướng một đứa con, đòi hỏi cái sự cộng hưởng rất nhiều năng lượng từ gia đình, nhà trường và xã hội. Đó. Cho nên cuối cùng là gì? Cái sự lớn lên của đứa con nó được cộng hưởng từ rất nhiều thứ. Cho nên là khi mà bạn ấy thốt lên điều đó, chứng tỏ là trong cái hành trình trưởng thành của bạn ấy nó bị khiếm khuyết một điều gì đó, và bạn ấy thốt lên rằng là cha ơi, bây giờ phải làm sao, sống khó quá. Cuộc sống thì vốn dĩ khó dễ gì thì nó tùy theo mình thôi, nhưng mà vốn dĩ đó là những cái bài học hàng ngày của bất kỳ ai khi lớn lên đấy. Cho nên là thực ra văn hóa đọc nó khó mà nó dễ, dễ mà nó khó, là bởi vì đấy là câu chuyện làm người và câu chuyện mà mình tiếp nhận văn hóa và tạo dựng văn hóa của mình như thế nào thôi. Nhưng mà đối với những đứa học sinh, nói như vậy chưa chắc các bạn đã hiểu. Thế thì trách nhiệm này nó thuộc về gì? Thuộc về ba mẹ, thuộc về nhà trường, thuộc về rất nhiều những cái tương tác cộng đồng của chúng ta, và cái niềm yêu thương đang làm điều đó. Thì thực sự lúc đó em đã nhận được cái câu hỏi của các bạn là làm sao để đọc sách mà không bị vui mắng. Lúc em hoang mang luôn. Câu trả lời này mình nên hỏi phụ huynh hay là mình nên hỏi thầy cô đây? Mình nên hỏi ai? Nó rất khó để giải quyết, tại vì
nền tảng của một người xuất phát từ gia đình. Gia đình cũng là một cái nền tảng để mình từ đó mình bước ra khỏi nhà, đến trường, mình ra ngoài xã hội và rất nhiều thứ khác. Nhiều khi tính cách của mình á, mình có nhiều đứa trẻ không thích giống bố mẹ nhưng thực tế là vẫn luôn luôn giống. Đúng rồi, không thể thoát ra được. Dạ, có cái gen và có cái phong gọi là cái văn hóa gia đình, văn hóa ăn uống, văn hóa nói chuyện như thế nào, nó đều phát lên trong cái người của cái đứa con đó. Đúng rồi. Có chạy cũng không chạy được. Ừ. Thì cô có lời khuyên nào dành cho những bậc phụ huynh cùng thế hệ với cô không? Ừ. Về việc hỗ làm sao để các bậc phụ huynh có thể kiên nhẫn hơn với các em, có thể hỏi các em những cái lý do tại sao các bạn lại chọn cuốn sách đó, hay là để phụ huynh có thể hiểu các bạn hơn, để các bạn đừng hỏi câu hỏi là làm sao để đọc sách mà không bị phụ huynh mắng. Ok, thực ra thì lời khuyên thì cô không dám khuyên đâu, nhưng mà cô nghĩ rằng cô có trải nghiệm, cô có trải nghiệm. Thú thật với Ánh thì cô có hai đứa con gái thì đều là ở lứa tuổi tiền dậy thì và dậy thì hết, cho nên là cô là một cái người phụ huynh mà trải nghiệm rất nhiều cung bậc cảm xúc của con cái khi mà đối thoại với các con. Thì trải nghiệm của cô nó chỉ gói gọn trong mấy cái keyword sau đây thôi. Thứ nhất là làm mẹ, làm cha là học hàng ngày, học hàng ngày, và xã hội càng càng hiện đại bao nhiêu thì người cha người mẹ càng phải học nhiều bài học bấy nhiêu. Tức là ngày hôm trước con nó có thể ở lứa tuổi là nhi đồng thì con nó chọn những cuốn sách này, con nó chơi những trò chơi này, mình thấy là thế giới này là của mình có thể ôm nó vào lòng. Nhưng ở một cái giai đoạn khác, con nó không có nhiều nhu cầu để được mình ôm vào lòng nữa, hay đúng hơn nó khao khát sổ lòng ra. Thì lúc đó mình học cái bài học là khi mình cho con sổ lòng, mình sẽ cùng với con ở góc độ nào. Chỉ là học thôi, phải học. Và bài học đó là bài học phải đối thoại với con, phải đối thoại thật sự với con, kể cả trong chuyện chọn sách, chọn vở, chọn những người đồng hành, và kể cả chuyện tình cảm của con, đối thoại. Không đối thoại thì chúng ta sẽ, vô hình chung chúng ta sẽ bị rơi vào một cái cảm giác rất là bị động. Tức là dường như mình bị ra rì trong thế giới của con. Không nói đúng cùng tiếng nói, không nói cùng tiếng nói. Nhiều khi ăn cùng một mâm mà không nói cùng tiếng nói, cái đó rất nguy hiểm. Đó là đối thoại, bài học đấy. Cái điều thứ hai đó là trong quá trình mình học đó, thì mình sẽ tập trung vào cái bài học nào nhiều nhất. Là cái bài học cúi đầu. Đấy là cái bài cuối học đầu bài học cúi đầu. Bài học cúi đầu tức là bài học khiêm nhường. Khiêm nhường ở đây á, tức là phải im lặng bớt để lắng nghe tiếng nói của con. Bởi vì có những cuốn sách hoặc những ngôn từ của các con ở cái thế hệ của tụi con ấy, thì ba mẹ không hiểu được. Kể cho Ngọc Ánh nghe này, là tối qua đây thôi, là khi mà trước khi đi ngủ ấy, con cô nó mới có nhu cầu là sẽ mở một cái bản nhạc để đi ngủ. Cô bảo là thế thì con mở cái bản nhạc nào du dương ấy. Thì bạn ấy mở một cái nhạc nó hơi sập sập xình xình, bạn bảo là du dương. Thì mẹ mới nghe xong rồi bảo là thế này là nhạc du dương. Nhưng mà bạn nhắm mắt bạn rất là ngon lành. Một lúc thì mẹ mới rình rình, mẹ mở qua cái nhạc thiền. Tức là ngày xưa lúc mà đang còn ở trong bào thai đấy, thì mẹ hay có một xu hướng là mở cho con nghe những nhạc trịnh hay là nhạc thiền để ru con vào giấc ngủ êm đềm. Nhưng mà ngay lập tức nhạc thiền chỉ còn 3 giây thôi là con mở mắt ra. Rồi con bảo là mẹ đưa cái máy cho con, con mở qua cái nhạc chill khác. Tức là ngay lập tức là bạn mở qua nhạc chill, bạn bảo là mở cái nhạc vừa rồi con không ngủ được. Qua cái nhạc chill cũng không lời, nhưng mà nó chill theo kiểu khác. Và bạn phán cho cô một cái câu là mày chả hiểu con gì hết, mấy cái nhạc kia con chưa nghe được, nhưng nhạc này con mới ngủ được này. Và bạn mở như vậy suốt cả đêm. Tức là cái nhạc mà các bạn gọi là cái nhạc để mà đi vào giấc ngủ ấy, nó cũng, cách tiếp cận của bạn bây giờ nó cũng khác theo so với thế hệ của cô. Vậy mình phải nghĩ rằng là không phải cứ cái gì ở thế hệ của mình hoặc cái gì mà nó du dương theo kiểu của mình thì cũng lại du dương theo kiểu của con. Cho nên là cô không ngại khi cãi nhau với con đâu. Có thể vậy, cô không ngại khi cãi nhau với con. Thậm chí có những lúc mà mẹ con nói chuyện như bạn bè và rất là căng thẳng luôn, nhưng cô cảm thấy rất là cần những lúc như vậy để khi mà đối thoại xong mình có thật có còn nói chuyện được với nhau hay không.
Cái đó mới là cái quan trọng. Cho nên cô nhắc lại cái bài học mà cô nhiều học nhiều nhất, đó là làm sao để cúi xuống, cúi đầu xuống để khiêm nhường trước tất cả những bài học mà mình học. Đầu tiên là luôn luôn học bài học, nhưng mà cái thứ hai là tập trung vào cái bài học nào mà lớn nhất, quan trọng nhất trong hành trình làm mẹ. Bởi vì làm mẹ cũng là làm bạn với con, khó lắm. Làm mẹ bây giờ rất khó. Cho nên nói ở đây cũng như là quý vị khán thính giả, cũng như thầy cô và các bạn học sinh cũng hết sức thông cảm cho những bậc làm cha làm mẹ. Họ có những nỗi đau, họ có những khó khăn, những vật vã trong tâm lý mà ở thế hệ của họ không ai nói cho họ biết, hoặc không cộng đồng nào có thể chia sẻ rằng là làm cha làm mẹ sao khổ như vậy. Chỉ đẻ ra thì nuôi con cho ăn ba bữa và nuôi lớn lên, thế là xong. Nhưng không, bây giờ là bài học mà nó nhiều nhiều lắm. Và thậm chí có những cái nỗi đau mà mình phải tìm cách để chữa lành, tìm cách chữa lành luôn. Thì đấy là một thế hệ mà nó có một cái khoảng trống về mặt tâm lý đối với những đứa con. Đó, cho nên khuyên thì cô không khuyên đâu, nhưng mà cô thật sự có những trải nghiệm đó. Cho nên là cứ để cho các con khám phá. Nhưng mà ba mẹ có một cái vai trò là quan sát, tham gia khi cần. Chỉ cần tham gia khi cần thôi. Và mỗi lần mà cô cần tham gia thì cô đều hỏi con là con có cần mẹ giúp việc này không? Con nghĩ là con có cần mẹ giúp không? Hoặc là mẹ nghĩ là mẹ có thể giúp con được việc này. Khi nào con cho phép thì mẹ mới làm. Còn nếu không thì hãy để cho các con tự do. Đấy là một cái bài học rất quan trọng. Mong là các bậc phụ huynh có thể nghe được những lời tâm sự của cô Lài và tìm ra được một cái cách nào đó để các bậc phụ huynh có thể gần gũi với các con mình hơn, mà có thể giúp các bạn có những cái thói quen tốt hàng ngày. Ngoài cái việc học trên trường ra thì những cái sự phát triển khác về thể chất, về cái tinh thần của các bạn cũng cần được lưu ý rất là nhiều. Và rất là cảm ơn lời chia sẻ của cô, rất là chân thật và đến từ chính gia đình mình. Thì vừa rồi em có nghe cô nhắc tới việc chọn sách, chọn sách cho con. Thì cô cũng thấy là hiện tại thì có hàng trăm, hàng ngàn nhà xuất bản, có quá trời tác giả luôn, quá trời đầu sách, và có những cái chủ đề mà có cả nghìn cuốn. Thật sự đến khi mà em đã thích sách rồi nha, cái việc em đi đến lựa chọn nó khó khăn lắm, rối ren lắm luôn. Thà như mình chỉ có 1-2 lựa chọn hay 3-4 lựa chọn thôi, mình sẽ dễ đưa ra cái quyết định hơn. Đằng này có cả ngàn lựa chọn, nhiều khi mình bước tới mình thấy nhiều lựa chọn có mình nản rồi mình đi về luôn đấy cô. Thì em thật sự rất mong nghe được cái phương pháp hay là cái cách thức nào mà cô chọn cái cuốn sách cho bản thân mình, và cũng như là chọn cho đứa con trong độ tuổi học sinh của cô, là cô đã chọn như thế nào. Cái này là một bài học nữa. Đúng như cô em nói, tức là bây giờ nó nhan nhản quá trời quá đất và nhiều khi bị rối luôn, bị rất rối. Thế thì cái cách của cô như thế này nha, đây là một trải nghiệm nhưng chẳng phải khuyên ai gì hết, một cái trải nghiệm. Bởi vì cô rất là quan tâm đến cái điều này cho nên cô có trải nghiệm này. Đầu tiên á, nếu mà chọn sách cho con thì đầu tiên mình chọn sách cho mình. Tư duy của ba mẹ khai mở thì mới mong có thể giúp cho con khai mở. Nếu mà tư duy ba mẹ còn đóng thì rất là khó, rất khó. Cô có nhiều thời điểm cô cũng bị đóng đấy. Ví dụ như là con đọc truyện tranh nhiều quá thì mình cũng lo, bởi vì là đến lứa tuổi mà cần phải làm văn rồi ấy, ngôn ngữ này kia mà con cứ đọc truyện tranh hoài. Thì cô nói con bây giờ đã đến lúc phải đọc những cuốn này, con chưa có cảm hứng. Nhưng mà cô cũng bị đóng ở một vài thời điểm như vậy, cô phải đối thoại với con để xem thử là cô cần như thế nào. Thật ra là chắc cô xin ban tổ chức cho cô mấy cái cuốn sách mà cô đã chuẩn bị ở đây để cô mục sở thị cho mọi người xem thử là những cái cuốn sách mà cô giới thiệu là như thế nào. Đây là không phải là tất cả những cuốn sách đâu, nhưng mà đây là một cái cách gợi mở nếu mà phụ huynh nào đang quan tâm đến cái việc chọn sách cho con ấy. Đây. Đi có duyên nhiều sách vậy cô. Rồi, đây là một số những cuốn sách. Thực ra là không hết được đâu, bởi vì là ban tổ chức khi mà set up cái chương trình podcast này thì cô cũng có ngụ ý là sẽ đem gửi gắm một số những cái thông điệp trong những cuốn sách này. Chẳng hạn như thế này nha,
vào lứa tuổi nhỏ thì thường ý là các bạn rất là thích truyện tranh, thì đây là cái bộ sách mà rất nhiều bạn thích, bộ sách về các cái danh nhân thế giới mà lại bằng những hình ảnh như thế này, tức là hình ảnh rất là dễ thương và có màu và chữ ít thôi, và những cái cuốn như thế này gieo vào các bạn một cái tấm gương người thật việc thật. Tại vì những cái nhà khoa học như Elon Musk thì rất là nhiều người biết. Yeah. À, các bạn có thể search Google các bạn biết liền Elon Musk là ai là biết liền. Thì các bạn ấy sẽ hình dung ra câu chuyện của họ bằng những cái hình ảnh như thế này. Đây, thì sách này thường phù hợp rất nhiều các bạn học sinh tiểu học. Và con cô rất là thích những cuốn sách như vậy. Và bạn bảo là sao con vẫn rất thích đọc những cái sách mà có nhiều nhiều cái hình ảnh kiểu như thế này, minh họa, để cho con có cảm thấy là hình tượng họ đã sống như thế nào, họ đã tạo nên thành tựu ra sao. Thì các con của cô rất là thích những cuốn như này. Hoặc là những cái cuốn sách kiểu là những cái hình ảnh mà nó liên quan đến những con người mà phi thường ha, những phi thường và những con người mà họ tạo ra những cái thành tựu mà từ những cái khiếm khuyết của họ, từ những cái điều mà tưởng chừng như thế giới không thể nào hình dung ra nổi, họ đã phấn đấu như thế nào, họ đi từ cái tinh thần là không có đỉnh quá cao đấy. À, chúng ta cũng biết cái cuốn sách Không Có Đỉnh Quá Cao mà giáo sư Phan Văn Trường cũng như là 24 đồng tác giả cùng viết, thì đây là ai các bạn biết rồi, Nick Vujicic. À, thì với những hình ảnh như thế này, các bạn ấy bây giờ nhanh lắm, các bạn ấy có Google trong tay, các bạn ấy có TikTok trong tay, các bạn ấy nhìn hình ảnh, các bạn search hình ảnh xem là ông ấy là ai, và các bạn ấy tò mò, có một cái tò mò nào đó và đọc những cuốn sách về danh nhân thế giới. Đây là những cuốn sách mà mang tính chất hồi ký và những cái kỷ niệm, thì đây là những cuốn sách mà có thể là nhiều chữ, nhìn vô nhiều chữ, nhưng ba mẹ hoàn toàn có thể đọc cho con trước lúc đi ngủ về những cái câu chuyện như thế này, kết hợp với việc xem những video trên TikTok nhiều lắm, ở trên YouTube trước khi đi ngủ. Thì đây là các cái dạng sách thôi nhé, tức là nhiều cái dạng như thế này lắm, nhưng mà ở lứa tuổi nhỏ thì cô có một cái trải nghiệm để chọn sách như vậy. Và tiêu chí của cô là chọn những cuốn sách nào mà mình biết rằng đây là những cuốn mà có nhiều người họ trải nghiệm, tức là những tác giả mà họ trải qua thành công hoặc trải qua thất bại, thì những câu chuyện của họ sẽ được cảm một cách rất là chân thành, rất thực tế, còn không phải là một lời kêu gọi. Thấy không? À, lớn hơn một chút xíu, thì đây là một dạng cuốn sách mà thầy Trường cũng đã giới thiệu trong các cái cuốn sách của mình. Thầy có giới thiệu cuốn này là cuốn mà thầy Trường đã tiếp cận hồi mà thầy còn 8 tuổi. Yeah. Cuốn này có tên là Tâm Hồn Cao Thượng. Và thật là may mắn hai đứa con cô được thầy ký tặng đây. Những ngày đầu tiên gặp thầy thì thầy đã ký tặng cuốn sách này. Thân tặng gia đình lại, tặng hai con Nam Phương và Phương Nhung. Thì thực ra là khi mà thầy Trường tặng cuốn sách này thì đấy là một cái món quà mà hai con đã tiếp nhận từ thầy Phan Văn Trường. Và những câu chuyện trong này về một cái cậu bé có tên Erico, rất là bình thường thôi, nhưng mà đấy là tiếng nói của người trong cuộc. Và cuốn sách này gieo những cái tinh thần nhân văn, nhân ái, nhẹ nhàng, những câu chuyện học đường rất là bình thường thôi. Và xu hướng chúng ta chọn sách cho con là những cuốn sách ngắn, đơn giản và có thể thủ thỉ được. À, và các bạn ấy đọc xong hoặc là nghe xong, các bạn có thể thấy à, cái chuyện này là chuyện của thằng bạn này, y chang thằng bạn ở trong 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 lớp này, thì những cái cảm nhận của các bạn sẽ rất là gần gũi đó, kiểu kiểu như vậy. Thì ba mẹ có thể tìm đọc những cuốn sách như vậy nhiều lắm trên thị trường của chúng ta. Còn khi mà các bạn ở lứa tuổi ví dụ trung học cơ sở hoặc là trung học phổ thông, thì có thể có những cuốn sách mà ở lứa tuổi mà chuyển biến về mặt tâm lý nhé, ví dụ như là Tuổi Trẻ Đáng Giá Bao Nhiêu này. Tại vì sao mà lại chọn Rosie Nguyễn? Bởi vì Rosie Nguyễn cũng là một cái người mà trải nghiệm rất nhiều trong hành trình tuổi trẻ của chị ấy. Và nếu các bạn mà dò trên Google, các bạn sẽ biết Rosie Nguyễn là ai. Trải nghiệm rất là đa chiều và rất là đầy sức sống trên hành trình này. À, cái trải nghiệm rất là quan trọng trong cái hệ sinh thái kế đền của chúng ta. Thì thầy Trường thường nhắc đi nhắc lại là chỉ có những ai làm thật thì họ mới có thể có một cái chất xúc tác để gieo và lan tỏa những cái điều mà họ đã làm thật rồi đến những người khác. Và nguyên tắc của cái nền là cái gì có làm thì mới nói, kể cả những việc làm đó
là chưa đem đến thành công họ cũng có thể nói được, thì đó là bài học dành cho những người đi sau. Đấy, thì Rosie Nguyễn là một trong những người như vậy đó. À, hoặc là lớn hơn một chút nữa thì các bạn có thể đọc những cuốn liên quan đến lý tưởng của tuổi trẻ mà thời của cô, thì cô đọc cuốn này là Nhật ký Đặng Thủy Trâm hoặc là Nhật ký Mãi Mãi Tuổi 20 của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, thì đây là cái thời của cô. Còn thời của các bạn có thể đọc rất nhiều những cái cuốn liên quan đến tuổi trẻ của rất nhiều những văn hào hoặc là những cái nhân nhân hoặc là rất nhiều người có giá trị, rất nhiều, như là những cuốn sách của cô Nguyễn Phi Vân chẳng hạn. Ở đây cô không, hôm nay thì cô quên mất là không giới thiệu những cuốn của cô Nguyễn Phi Vân đó, hoặc là cuốn Không Có Đỉnh Quá Cao này, Không Có Rông Quá Dài này, những cuốn sách của Cái Nền Chúng Ta này đó. À, và nếu như là câu chuyện của học sinh cấp 3 chẳng hạn, thì đây là một cuốn sách dành cho thiếu nhi, nhưng mà mọi thiếu nhi đều có thể được đọc nhất. Ví dụ như Búp Sen Xanh này, Nói Về Bác Hồ này, hoặc là đây là cuốn Gánh Gánh Gồng Gồng của bà Xuân Phượng, một con người mà đã sống đến gần 100 năm. Năm nay là bà 95-96 tuổi, nhưng mà bà vẫn sống một cuộc đời đầy đáng sống và thật sự là rất có giá trị khi mà chúng ta gặp và tiếp xúc với bà ở ngoài đời, vì thật sự là không một ai có thể nghi ngờ về cái hành trình sống đầy sức sống và rất đáng sống của bà. Thế thì chúng ta học đâu ra ngoài những cái trải nghiệm của người khác? Và cô xin nhấn mạnh lại lần nữa, trải nghiệm đó có thể là thất bại, có thể là thành công nhé. Không phải ai trải nghiệm cũng là thành công, nhưng mà nói đúng ra là những thất bại đó cũng chính là thành công. Khi mình có một cái trải nghiệm thì cái bài học mình rút ra từ cái sự thất bại đó, hoặc là thậm chí bài học mình chưa rút ra nhưng mình trao đổi với người khác để đón nhận được cái cộng hưởng năng lượng đó, cũng đã là một sự thành công rồi. Cho nên Cái Nền Chúng Ta không có ai trên ai, cũng chẳng có ai dưới ai. Chọn sách cũng như thế, chọn sách cũng như thế. Cho nên là trên thị trường ấy có thể có những cái dòng sách hoặc những cái cách mà tiếp cận đó, đôi lúc chúng ta sẽ rơi vào cảm giác là kiểu của self-help á, kiểu của lời kêu gọi. Nhưng mà self-help nó cũng có nhiều kiểu self-help. Có những người rất thực chứng thì hãy tiến đến với những cái con người đó. Anh có thể hướng dẫn cho các bạn học sinh ấy, là tham gia những cái hoạt động workshop này, những cái forum này, những cái góc văn hóa đọc mà bây giờ nhiều lắm. Nhưng mà có thể anh chỉ thêm cho các bạn, ví dụ như không gian văn hóa cà phê thứ bảy trẻ này, và những cái không gian của thiếu nhi này, thì từ từ những không gian đó mình mới được tiếp thêm năng lượng. Chứ đọc sách nhiều khi cũng chán thấy mồ, có những lúc mình đọc sách rất là cô đơn. Vâng, đúng không? Cho nên mình cần những không gian đó lắm. Dạ. Như cô có chia sẻ về cái không gian văn hóa đọc sách, thì thực sự cá nhân quan điểm em nó sẽ phù hợp với các bạn học sinh mà ở thành phố. Khi mà mình chia sẻ điều này thì các bạn có thể tìm đến. Chứ thực sự em cảm thấy rất buồn khi mà ở các tỉnh có rất ít cái không gian văn hóa đọc như vậy, và thậm chí là ngay trong trường học luôn. Em nhớ về cái hồi cấp 3 của em, thực sự cấp 2 và cấp 3 luôn, em vào thư viện chỉ có là sách tham khảo toán, vật lý, hóa học và những cuốn sách giải rồi đề cương các thứ. Thật sự là không thể tìm được một cuốn sách nào liên quan đến văn học cả. Và một điều đáng buồn là như vậy, khiến cho việc mà đọc sách á, đối với các bạn ngay cả trong trường cũng không có. Thậm chí là em có được nghe một câu chuyện từ một giáo viên. Cô ấy cũng là cô giáo dạy văn cấp ba của em, và cô ấy cũng gọi là một trong số những người truyền lửa cho em đọc sách. Và cô ấy đang xây dựng một cái tủ sách tại nhà để cho các bạn có thể đến đọc. Thì cô ấy mới kể với em một việc rằng là không chỉ các phụ huynh mà các bậc giáo viên họ cũng chưa thực sự nhìn nhận đúng cái giá trị của việc đọc sách. Một số nha cô, không phải là hoàn toàn, nhưng mà ở tỉnh ấy, ở các tỉnh ấy, thì cái sự tiếp cận về sách nó đã hạn chế rồi. Cái rào cản về gia đình nó cũng đã khá là lớn. Ngay tại đây cái rào cản về giáo dục nó cũng không nhỏ. Thực sự là không nhỏ. Khi mà em nghe được một câu chuyện là một bạn học sinh đó, bạn ấy đến gặp cô Huyền và xin mượn một cuốn sách. Một cuốn sách về Tam Phúc Diễn Nghĩa. Bạn ấy nghe được cô Huyền giới thiệu sơ sơ trong một cái buổi học, và bạn ấy có hứng thú và đến tìm đọc. Và cái cuốn sách đó rất là dày, và bạn ấy có một cái hứng thú với một cuốn sách dày như vậy. Thì sự cô Huyền rất là vui, Rất là may mắn. Cô đã cho bạn ấy mượn ngay luôn. Thì đến ngày hôm sau đã bị trả về.
Vì phụ huynh của bạn ấy nói rằng là đọc cuốn sách này bao giờ cho xong, Ừ. đọc vậy được thời gian đâu mà giải đề. Ừ. Xong kiểu thực sự nha, nghe được nghe những lời như vậy thì không quá ngạc nhiên, nhưng mà bởi vì bậc phụ huynh đó cũng chính là giáo viên trong trường luôn mới là một điều đáng ngạc nhiên, là ngay cả những bậc giáo viên thầy cô trong trường cũng đã không có sự thúc đẩy các bạn và không có sự định cứ cho các bạn đến sách, thì làm sao mà các bậc phụ huynh có thể làm được điều đó. Nhưng em nghĩ là vấn đề nó xuất phát từ nhiều phía, Đúng. nhưng nếu mà chỉ giải quyết từ một phía thì nó sẽ không bao giờ đạt được cái kết quả như mình mong đợi, mà tất cả các phía nó cùng phải có những cái hành động cùng nhau và tác động vào thì nó mới có thể giải quyết được. Thì em rất buồn khi mà ở thư viện không có những cuốn sách như thế này, và thậm chí đến bây giờ khi mà cô giới thiệu thì em mới biết. Nhưng mà may mắn cho em hơn một cái là trong cái quá trình mà em lên cấp 3 ấy, kể thì kể hơi dài. Thực tế là khi mà học ở trường cấp 2 ấy, thì em cũng là một học sinh cũng có thể nói là trong top 10, top 20 của trường đi, của trường cấp 2. Mà khi lên cấp 3 thì cô sẽ thấy là cái độ tuổi nổi loạn của mình nó bắt đầu, và cái tôi của mình cũng bắt đầu lớn lên. Khi mà mình đến một trường cấp 3 thì các trường cấp 2 của các tỉnh, của cả tỉnh nó sẽ gộp lại đấy, thì mình không còn là người giỏi nữa. Mình tự nhiên có nhiều người giỏi quá, mình thấy mình bị nhạt nhòa, mình bị mờ đi. Em khao khát mình được giỏi lên và em học rất nhiều, và em tìm tìm kiếm khẳng định mình. Lúc đấy thì em không có điện thoại, thì tụi em khẳng định nhau qua điểm số trên lớp, và em tìm ra một cách khác, đó là em tìm đến sách. Lúc đấy em chỉ tìm đến sách theo cái dạng là em muốn là mình là người đặc biệt, là mình là người đọc sách. Lúc đấy thật sự em chưa đọc sách một cách cảm nhận ok đâu, mà kiểu đọc sách vì muốn thể hiện thôi. Thì em đã kể chuyện này, nếu mà có gì ban tổ chức cắt của mình nha, thì đó là em đã tìm đến một cái web trên Facebook và họ bán sách. Lúc đấy thì tài chính của em không nhiều, thật sự không nhiều luôn, thì em mua những cuốn sách gọi là sách fake, sách giả ấy cô, vẫn là một cuốn sách như thế này, nhưng mà người ta in ra thành những cuốn 20, 30 nghìn, 40 nghìn, tính điểm là 60 nghìn, và em bán cộng tác viên cho cái bên đó. Thì một cuốn, ví dụ cái cuốn này là bán được 35 nghìn đi, Chiết thì em sẽ được 3 nghìn khấu. một cuốn. Ok, em bán luôn cô, em nhập sách bán luôn. Thế là rất vui, là em thật sự là em cảm thấy là cái quá trình mà em làm ăn nó đó cô, kinh kinh doanh vậy cô, em không lời một đồng nào mà em còn lỗ em tiền mua sách nữa, tại vì em thích quá. Em đọc một vài cuốn em rất là thích, xong Là rồi lúc lúc đầu là là chỉ chứng muốn thể hiện tỏ, thôi, chỉ muốn chứng thể tỏ. hiện thôi, mà mãi sau thì mình thích. Xem gần như là em làm mà không không dương được một đồng nào, mà toàn âm vào tiền mua thêm sách nữa, dư ra đồng nào mua hết. Thế là đến một lần đỉnh điểm là khi mà các bạn thấy em đọc sách, các bạn cũng đến hỏi em, rất vui, kiểu mình được quan tâm mà mình được chú ý rồi, mình được mọi người chú ý là mình là người duy nhất trong lớp đọc sách. Thế là các bạn đến hỏi em và mượn sách em đọc. Đến một đỉnh điểm thì các bạn thích cuốn sách đó và các bạn muốn mua, thì sẵn sàng mình đang bán rồi, mình bán luôn. Thế em in nguyên một cái list tên danh sách và giá tiền ra để các bạn lựa chọn. Mà thật không may là bán sách giả mà cô bị dẹp. Nó thành ra cái đơn hàng lớn đó của em nó không thành công. Em nổi tiếng có bị Cái đơn hàng nó không thành công, nhưng may trước đó thì em đã nhập được một 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 cũng là một vài cuốn cũng khá nhiều. Tức là còn bao nhiêu thì các bạn thích cuốn nào thì các bạn mua cuốn đó. Thì còn dư lại một vài cuốn, thì đặc biệt là cuốn này. Lúc đó em là người chọn cuốn này, tại vì em lúc đó em là 15 15 tuổi. Thì em tò mò là tuổi Hình 20 như lúc thì đó là cuốn nó mới ra đấy. dạ đúng rồi. Em tò mò là tuổi 20 thì như thế nào ta? Thế là em bắt đầu đọc cuốn này, em đọc xong em đã có một cái sự nhận thức và thay đổi trong cái suy nghĩ của mình khá là nhiều. Ban đầu thì em là một người khá là hướng nội và kiểu mong muốn mình phải là nhất, mình phải đạt được thành tích này, thành tích kia thì mới được bố mẹ công nhận. Tại vì nhà em có hai chị em sát tuổi nhau, đứa nào học giỏi hơn thì đứa đó được quan tâm hơn. Cũng không hẳn là như vậy đâu, nhưng em muốn thể hiện với bố mẹ là em giỏi hơn chị, chỉ vậy thôi. Nhưng mà đến sau khi mà đọc xong cuốn sách này á, thì em cảm thấy là tại sao mình luôn luôn phải gò bó bản thân mình vào trong một cái danh lợi mà nó không tồn tại được bao lâu như vậy. Cái cuốn sách này hướng em là các bạn, bạn chỉ cần là một người gọi là Hồn tự nhiên. do, hồn nhiên và hồn nhiên. Tất nhiên là vẫn phải duy trì việc học của mình, nhưng không cần đến mức là mình phải tranh đấu đến cái mức mình phải là nhất. Mình không cần phải
phải đá ai ra khỏi cái đường ray đó để mà mình vươn lên cái hạng nhất, mình đừng có cực đoan như vậy. Ừ. Mình có thể học và học nhiều thứ hơn nữa. Ừ. Thế là từ sau khi mà em đọc cuốn sách này xong thì em đã thay đổi cái tư duy về cái việc mình phải là nhất, là em đã bắt đầu tìm kiếm những thứ khác. Thay vì em học trên lớp, thành tích của em đã tụt xuống. Ừ. Có thể nói là tụt xuống, nhưng mà vẫn là học sinh giỏi, chỉ là không phải là, chứ là vị trí á. Dạ, chỉ không phải là thủ khoa thôi. Ừ. Em vẫn hài lòng với cái việc đấy và em cảm thấy hạnh phúc khi mà mình biết được điều này. Ừ. Khi mà em đọc sách như vậy thì em có khả năng giao tiếp với các bạn nhiều hơn, và em dần dần từ lớp 10 em bắt đầu hướng ngoại hơn. Em có thể trò chuyện với các thầy cô luôn, và cô Huyền cũng là người, một trong số những người mà em đã trò chuyện và giữ liên lạc cho tới bây giờ. Thì cái việc đọc sách đúng thời điểm, mặc dù em chưa đến 20 tuổi nhưng em đã đọc cuốn sách này thì em cảm thấy là wow, mình được chữa lành. Và ngay trước lúc đó em cảm thấy hạnh phúc khi mình đọc cuốn sách. Bắt đầu từ đó là em đọc sách và em yêu mến sách đến cái mức độ mà khi mà các bạn em gặp em là chỉ biết là ánh là chỉ có sách thôi. Tại vì thậm chí đến những cái sinh nhật của các bạn cũng tặng sách, món quà của em luôn luôn là sách. Thế là khỏi phải suy nghĩ về tặng cái gì. Đúng rồi, em không, nhưng mà em phải suy nghĩ là tặng cuốn nào, bạn đấy nên hợp với việc đọc cuốn nào. Nhưng mà nó giới hạn qua cái việc là lựa chọn có quá nhiều thứ thì em chỉ có sách thôi. Em có trích dẫn một câu trong cuốn sách này, và là một điều mà em đang trăn trở nữa là tác giả Trang Ictede đã nói là lang thang ngoài đường người ta sẽ dễ có cảm giác một mình, hay cảm nhận rõ hơn cái sự một mình giữa phố xá đông đúc. Nhưng mà lang thang trong một hiệu sách, người ta không có cảm giác một mình dù đang đi một mình. Thì câu hỏi mà em muốn hỏi cô là cô thường đọc sách vào những lúc có tâm trạng như thế nào? Tại vì với em, cô, em thường thì em sẽ đọc sách khi mà em có sự đối thoại với bản thân mình đủ nhiều, cái sự trăn trở, mình cứ suy nghĩ trong đầu là ủa, cái này là cái gì ta? Bây giờ mình phải làm gì? Bây giờ mình nên học cái gì? Bây giờ mình làm gì đây? Xong rồi em sẽ trăn trở suy nghĩ hoài, em sẽ cứ suy nghĩ về nó đến khi mà em đắm chìm vào, kiểu như là mặc dù ở trên lớp mình là một người hướng ngoại, nhưng mà khi mà thoát ra khỏi cái chỗ đấy thì em không cảm thấy lạc lõng khi mà đi giữa phố đông, tại vì em đang suy nghĩ trong đầu rồi và có quá nhiều thứ để suy nghĩ. Thì mới bắt đầu tìm đến những cái lời giải. Tại vì những cái điều diễn là sau này mình sẽ làm gì ta, chia sẻ với những người khác ấy cô, nó khó lắm. Tự nhiên mình nói ước mơ của mình sau này mình muốn làm siêu nhân. Hồi đó em mong muốn em làm một đầu bếp. Làm gì có ai tin đâu cô, và chia sẻ bạn bè cũng khó nữa, nhiều khi tụi nó cười mặt mình. Chia sẻ với bố mẹ thì bố mẹ sẽ nghĩ nó là một điều viển vông, chả biết chia sẻ với ai cả. Em mới tìm thế đến... là độc thoại với chính mình à? Em độc thoại với chính mình thôi cô. Đến mức mà em tưởng tượng là mình sao mình cứ lúc hướng nội lúc hướng ngoại vậy ta. Đó, thế là em tìm đến sách và tìm cái câu trả lời, và em cảm thấy là em sẽ chỉ đọc sách tốt và có sự cảm nhận tốt khi mà ở một mình với chính mình mà em vẫn không cảm thấy nhàm chán. Thì em có thể đọc sách mà không buồn ngủ. Thậm chí là em có thể đọc nguyên một cuốn sách trong một buổi luôn. Đó là tâm trạng của em. Thì em muốn hỏi ý kiến cô là tâm trạng của cô khi mà đọc sách thì như thế nào. Tại vì có nhiều bạn học sinh ấy cô, mấy bạn đọc sách thì bạn ấy buồn ngủ, mấy bạn không cảm nhận được, mấy bạn không có hứng thú, không có cảm hứng. Cái sợ là các bạn cảm thấy buồn chán vậy các bạn sẽ ngay lập tức bỏ sách xuống và không đọc nữa. Nên là em muốn giải thích cho các bạn hiểu là không phải lúc nào mình đọc sách cũng suôn sẻ. Cũng phải có những cái lúc, có những cái tâm trạng, và các bạn đừng có từ bỏ khi mà các bạn gặp phải những cái tình huống như thế. Đây, cô hóa giải điều này cho Ánh yên tâm. Những người như Ánh cô gọi là một những cái bậc hiền triết rồi, tức là nó khá là đặc biệt đấy. Nhưng mà cô nghĩ là mình đi vào những cái đối tượng mà nó bình thường hơn, hay nói đúng hơn là em có thể chuyển mình một chút xíu thì nó sẽ nhẹ nhàng hơn một chút xíu. Đối với em là em có một cái hành trình trải nghiệm rồi, nhưng mà cô có một cái ý niệm thế này nha. Đầu tiên á, cái chuyện đọc sách á, mình có những lúc mình bị buộc phải đọc sách chứ em. Ví dụ như là bị buộc phải đọc sách như thế này này, có những cuốn sách em học cái môn đó, giáo trình nhỉ cô? Giáo trình cũng là một cái loại sách vậy. Giáo trình, có những giáo trình rất là hay, rất là sâu sắc, và chúng ta cần phải học con người chuyên môn của mình, phải tạo dựng con người chuyên môn của mình.
mình học cái môn đó đắt, nhất định mình phải đọc cái cuốn sách đó, không thể không đọc. Chứ còn những cuốn sách này thì có thể là như ngành của cô đang dạy thì nó rất là phù hợp, nhưng có thể là có một số bạn nói rằng là ủa giờ em đang học về kế toán em chưa vội đọc quyển sách này đâu, vân vân. Không sao cả. Vấn đề thế này này, nguyên tắc đầu tiên của cô đó là chưa bao giờ cô xem sách có một lời giải ở trong đó. Chưa bao giờ cô xem sách là một lời giải trong đó. Nếu có chăng thì nó là hệ quả của hành trình mình đọc, chứ mình không đi tìm lời giải trong sách. Bởi vì như vậy mình bị áp lực. Nếu mà mình tìm mãi không có, chết cha rồi. Thế thì mình căng thẳng quá. Mình đọc 10 năm không thấy lời giải đâu hết trơn. Thực ra lời giải nó luôn có mà nó luôn không có. Tức là vấn đề là giống như em nói lúc nãy, thời điểm này mình đọc mình thấy trời ơi chán quá, nhưng đến 5 năm sau mình đọc mình thấy wow, tôi tìm đấy, thấy cái chân lý của tôi đây rồi. Thực ra là không phải là chân lý nó trốn đi đâu đâu, mà chẳng qua là góc nhìn của mình hoặc là cái cảm nhận của mình ở thời điểm đó nó hòa quyện với cái điều tác giả vừa mới đối thoại với mình. Cái đó là cái rất là tuyệt vời. Tức là lời giải nó có đó, nhưng vấn đề mình có cảm nhận hay không. Cho nên chúng ta không cần phải đi lấy cái mục tiêu là đi tìm lời giải, mà chúng ta cứ đọc sách như là một cái cách để mà chúng ta sống bình thường thôi. Vui cũng đọc, buồn cũng đọc, đi chơi biết cũng đọc, lúc nào trong cuốn sách, trong túi sách của cô cũng có một cuốn sách. Chán cũng đọc, không chán cũng đọc. Tức là nó trở thành một cái gì đó, mình lật ra cái ồ tự nhiên cái câu này tự nhiên hay quá, cái khúc này hay quá, hay là câu này trời sao nó nói cái này tao đầu quá ta. Tức là nó trở thành một điều rất bình thường, như là uống nước, như là hơi thở. Trong một ngày nào mà cô không mở cuốn sách đó, cô cảm thấy rất là khó chịu trong lòng, rất là khó chịu trong lòng. Nhiều khi không đọc hết cuốn sách đó đâu, nhưng mà rất là khó chịu, cảm thấy vậy á. Tức là khi nào mà đạt đến điều đó thì lúc đó mình mới gọi là sách là bạn của mình. Nhưng mà có một điều này nữa này, tức là khi đọc sách đó thì cái cảm giác của mình là một cái cảm giác hồ hởi, như kiểu là mình cũng đừng nghĩ rằng sách là một cái gì đó mà mình nhìn thấy duy nhất ở đây. Ảnh hôm nay cũng là một cuốn sách của cô đấy. Tức là ảnh ngồi trước mặt cô, đâu có phải mình phải đọc một cuốn sách như thế này mình mới là đọc sách. Một cái câu chuyện, một bài học của một người khác, đó cũng là một cuốn sách, một phần sách của trong đời của mình. Đâu đó cô đọc trong những cuốn sách này, cô sẽ gặp tại ảnh ở trong này. Mình đâu có phải là cứ phải cầm một cuốn sách trên tay, phải làm ra vẻ ta đây là mọt sách thì tao mới đọc sách, không phải đâu. Tức là cái câu chuyện của anh có thể tạo cho cô một cái nguồn cảm hứng, để khi mà cô đọc sách cô nói ồ chiều nay mình gặp anh và anh có trao đổi với mình những cái nỗi đau như vậy này, những trăn trở như vậy này, đây rồi mình tìm tác giả này cũng giống như anh ấy rồi. Tức anh là một cuốn sách của cô, một phần trong những trang sách mà cô phải đọc, hiểu không? Và em có nhớ cái chuyện là gọi là thư viện người không? Có những lúc người ta vào thư viện người ta mượn sách, nhưng bây giờ ở những nước tiên tiến ở châu Âu người ta có những thư viện người, người ta vào đó người ta mượn người đấy. Em hình dung ra không? Đó cũng là chính là một cuốn sách đó. Đó là một cuốn sách đó. Tức là mình mở rộng cái câu chuyện sách ra. Văn hóa đọc nó không đơn thuần là một cái cuốn sách mà bằng cái hiện thực vật lý như thế này. Như thế này ôm cũng hay, nhưng mà TikTok cũng là một trang sách, Instagram cũng là một trang sách, Zalo cũng là một trang sách. Vấn đề ta xài sách như thế nào, chứ không phải là vấn đề là chúng ta khước từ tất cả những cái kênh đó. Mình xài cuốn sách đó như thế nào, giống như là một cuốn sách như là một con người như vậy, thì mình xài nó như thế nào để tích hợp tất cả những giá trị lại trở thành cái văn hóa. Đọc sách là hay, nhưng không phải ai đọc sách cũng có văn hóa. Tức là cái văn hóa đọc ấy, nó được đón nhận bởi rất nhiều những cái câu chuyện khác nhau, chứ không phải chỉ riêng việc đọc cuốn sách như thế này. Có những người đọc sách giống như anh giai đoạn đầu, những đọc sách để chỉ chứng tỏ tao là người mọt sách, đúng không? Thế thì khi nào cũng có văn hóa, khi mà nó đi vào trong nguồn sống của mình, và lúc nào mình có cảm giác là ôi mình phải học cái người này ở cái điểm này, thì tự nhiên mình khao khát là mình sẽ được lớn thêm một chút nữa, thì lúc đó mình đang có một cuốn sách trước mặt mình. Vậy thôi, tất cả mọi cuộc gặp trên đời này, tất cả mọi câu chuyện chúng ta đón nhận trên đời này, tất cả mọi điều chúng ta đọc trong cuốn sách này cũng chính là một người thầy của mình. Lúc đó chúng ta mới có văn hóa đọc sách. Đó,
Đấy, thì cô nghĩ rằng là nếu mà tiếp cận được như thế thì mình nhẹ nhàng lắm, mình không phải gồng lên chuỗi tháng này mình đọc mấy cuốn cả. Chưa chắc là đọc 10 cuốn đã hơn đọc một cuốn. Cho nên quay lại cái câu chuyện của sách ở vùng nông thôn ấy. Đúng, trẻ em nông thôn, học sinh nông thôn có những thiệt thòi, nhưng bây giờ không như ngày xưa thời của anh đâu. Bây giờ có chương trình sách hóa nông thôn này, có những cái chương trình là những nhà xuất bản họ cũng tới vùng nông thôn. Vấn đề ở đây đã không phải là thiếu sách nữa. Đồng ý là một số những cái vùng sâu vùng xa vẫn có thiếu, nhưng mà thực ra cảm nhận của cô không phải là thiếu sách, mà thiếu người giữ lửa cho cái việc đọc sách. Và cái Niệm Yêu Thương đang làm một cái hành trình là gieo tủ sách, xây dựng tủ sách, nhưng mà có những thầy cô họ rất tâm huyết với việc đọc sách ở những cái vùng này. Ví dụ như là chúng ta có những cô giáo, chẳng hạn như là cô Ngân ở Vĩnh Linh, Quảng Trị này, cũng là người rất là thích đọc sách và cũng rất mong muốn là nuôi dưỡng tinh thần đọc sách cho các em. Rồi cô Hiểu ở Quảng Bình này, rồi là cô Minh này ở Quảng Bình này, rồi thầy Bình ở Hải Lăng này, rồi các thầy ở Con Cuông, Nghệ An, ở Hà Tĩnh, là những người mà thật sự là rất là mong muốn tạo dựng những không gian đọc sách. Vậy đây là điều cực kỳ cốt yếu cho cái việc nuôi dưỡng văn hóa đọc sách ở những vùng quê này, chứ nó không phải câu chuyện của một tủ sách hay hai tủ sách. Đây là chuyện mà rất nhiều người đam mê và tâm huyết với việc xây dựng văn hóa đọc đã nghĩ tới. Không phải mình là người đầu tiên nghĩ ra đâu, nhưng mà thật sự là chúng ta cùng nhau trên một hành trình này đang còn rất là nhiều khó khăn. Bởi vì cũng thông cảm những nhiều thầy cô ở vùng nông thôn, họ nhiều áp lực trong việc dạy dỗ và thực hiện cái việc trồng người trong cái đời sống hàng ngày. Rất nhiều việc phải làm, và bây giờ gieo thêm văn hóa đọc nữa thì thêm một nhiệm vụ và một sứ mệnh nữa. Cho nên làm sao để câu chuyện đọc sách nó trở thành văn hóa thì chúng ta hợp lực lại, thầy cô hợp lực với học sinh, với sinh viên, với cả xã hội, chúng ta hợp lực vào nhau, như vậy mới được. Dạ. Rồi em có nghe cô nói về việc là không chắc bạn đọc 10 cuốn sách đã hơn bạn đọc một cuốn sách. Thì em có nhận được một câu hỏi của một bạn, đó là theo cô là nên đọc sách nhiều để biết hay là đọc sách ít để hiểu. Như gần đây mọi người hay, những người mà đã đọc sách với nhau á, thì lại hay có những cái câu so sánh như kiểu là tuần này tao đã đọc được mấy cuốn sách rồi nè, tháng này tao đã đọc được nhiều sách rồi nè. Sao em cảm thấy đó có phải là điều mà những người đọc sách nên hướng đến hay không? Cô có lời cảnh tỉnh nào cho các bạn về cái việc số lượng và chất lượng không cô? Thực ra lâu lâu mình cũng cố tìm nói với bạn bè, hoặc là cũng chia sẻ với bạn bè thân của mình một chút xíu để tạo một cái động lực nào đó cho mình ý. Lâu lâu mình nói chuyện, ui đọc cuốn sách này hay lắm này, cái khúc này này, rồi vừa rồi đã đọc được những cuốn này cuốn này, thì tự nhiên nó có một cái sự giao thoa về mặt cảm xúc và năng lượng giữa những người đọc sách với nhau, hoặc những người không đọc sách họ cũng cảm thấy rằng là wow, mình cũng nên theo người này người kia. Cái đó là một cái giao hưởng về mặt tâm lý, về mặt năng lượng, để chúng ta có động lực tiếp theo. Nếu ai nghĩ được như thế thì cô nghĩ là cái chuyện số lượng hay không số lượng nó không thành vấn đề. Nhưng mà thật sự là để đọc sách trở thành một văn hóa, để sách trở thành một người bạn, thì chúng ta sẽ có những cộng đồng, chứ chúng ta không đi vào số lượng. Chúng ta có những cái cộng đồng, nhiều khi một cuốn sách thôi, nhưng mà để hiểu về nó, để có những cái câu chuyện bên lề, bên tách cà phê, cùng với những câu chuyện mà mình mạn đàm về sách vở, hoặc là thậm chí là cái cách về mình sống hàng ngày như thế nào, thì đó là cả một đời. Nhiều khi là cả một đời. Em biết là cái cuốn Một Đời Như Kẻ Tìm Đường của giáo sư Phan Văn Trường mà cô đọc lui đọc tới đọc lui, bất kỳ lúc nào cô vui, cô buồn, cô bấn loạn hay là cô ổn định, cô đều đọc. Và luôn luôn có những cái thông điệp ở mỗi thời điểm đều khác. Và nó thú vị bởi vì mình đã tắm mình trong những cái xúc cảm như vậy. Và mình tưởng tượng như thầy đang ngồi trước mặt mình để nói chuyện với mình ý. Chứ không phải là một con ăn sách bình thường nữa. Thì khi nào cảm nhận được điều đó thì tự nhiên mình cảm thấy là không có bao nhiêu trang sách hay là không có bao nhiêu cuốn sách nữa, mà vô hình chung nó trở thành những cái câu chuyện đi vào cuộc sống của mình rồi. Cho nên là số lượng cũng được, nhưng mà số lượng đó phải chân thực
để mình đưa cái câu chuyện đọc sách nó trở thành những cái step by step trong hành trình sự học của chính mình, để phát triển bản thân mình lên từ cái việc học đó. Nó hay ở chỗ đó. Dạ. Ừ. Về cái hành trình văn hóa đọc ấy, thì thật sự nó là một câu chuyện khó nhưng mà cũng không khó. Ừ. Kiểu nó cũng là một hành trình mà không thể ngày một ngày hai mà có được. Thì cả cái thói quen đọc sách cũng không phải ngày một ngày hai mà có được. Nó là một cái sự kỷ luật. Cô có nghĩ là việc đọc sách là nó cần sự kỷ luật không? Ừ. Thì em thấy là cái hành trình này mình cần có sự kỷ luật và kiên trì. Ừ. Chứ còn ngay lập tức mà bạn mong muốn có kết quả ngay như cái hiện tượng mà mì ăn liền ấy, thì nó là một điều không thể. Ừ. Nó chỉ có trên ChatGPT và nó chỉ có trên Google mà thôi. Ừ. Những cái mà công nghệ phát triển tiên tiến, nhưng cái đó là những cái mà trên ChatGPT ấy, nó không phải là của mình mà nó là của một cái công cụ. Ừ. Và cái đó nó không nói lên cái giá trị của mình được. Nên là các bạn trẻ cũng cần phải có sự kiên nhẫn hơn để mà kết bạn với sách, kết bạn với những người khác. Ừ. Kết bạn với thầy cô hay là bố mẹ của mình. Ừ. Chứ kết bạn với bố mẹ của mình nó là một cái quá trình dài. Thật sự thì với em tin vào những điều mà vũ trụ ban tặng. Giống như là có thể em với cô ở những cái kiếp sống trước ấy, mình đã gieo cho nhau một cái duyên lành. Để đến bây giờ mình gặp nhau cũng trong một cái duyên lành luôn. Nó là một cái luật hấp dẫn, một cái sự ban ơn của thượng đế, của vũ trụ. Nên biết ơn và trân trọng những điều đấy là một hạnh phúc rồi. Và cái duyên lành ấy, đối với người thì khó gặp, khó tìm. Chứ người với sách thì dễ hơn nhiều có nhỉ. Nên là mong là mọi người sau khi mà nghe cái buổi trò chuyện hôm nay thì cũng sẽ học cho mình được, hay là lấy cho mình được một chút cái bài học, cũng như là một chút cái năng lượng để mà các bạn tìm đến sách, tìm đến những cái cuộc trò chuyện với chính bản thân mình nhiều hơn. Thì cảm ơn cô đã ngồi đây cùng em suốt một buổi để trò chuyện về những cái vấn đề mà có thể nói là một câu hỏi tu từ. Nó không thể giải quyết ngay được. Đúng rồi. Nó chỉ có thể là những cái lời cảnh tỉnh, những cái lời nhắc nhở làm sao để mình luôn nhớ, chia sẻ những cái lời mà mình luôn nhớ về cái mục tiêu của mình. Để các bạn đừng bỏ cuộc. Dạ, cảm ơn Ánh và cái niềm yêu thương ngày hôm nay đã mời cô với tư cách là khách mời của chương trình đầu tiên của podcast cái niềm yêu thương. Và cũng lời cuối, cô cũng xin trước khi tạm biệt chương trình ngày hôm nay, thì cô cũng xin có một cái lời chia sẻ cuối cùng, đó là thực ra là ai cũng nói về sách, khi ai cũng có những cái tiếng nói để chia sẻ cùng nhau như thế này, cũng là cách để xã hội chúng ta đồng lòng nhất trí rằng là ai cũng yêu văn hóa đọc. Và nếu có một giây một phút nào đó chúng ta được cất lên tiếng nói rằng là tôi khao khát được xây dựng văn hóa đọc cho chính mình và cho cộng đồng, thì đó là lúc mà chúng ta nghĩ rằng là ai mà có nhân tính, có căn tính đều khao khát thuộc về nơi đó. Thì cũng là tiếng nói của cái nền yêu thương, để làm sao mà chúng ta xây dựng một cộng đồng mà lúc nào và ở đâu cũng trân quý và học hỏi lẫn nhau. Ai cũng là thầy, ai cũng là trò. Tạm biệt các bạn.